là đến tuổi thì mình cũng phải lập gia đình đúng không ạ? Mình cũng đến tuổi rồi, mình cũng cũng 2K mấy rồi. Nói giỡn chứ Vân nghĩ là khi mà hôn nhân á, là khi mà mình cảm thấy sẵn sàng, cảm thấy mình đã sẵn sàng để bắt đầu một cái hành trình mới thì mình cứ đi thôi. Trời ơi, tại sao mà kênh Molly có thể gan đến như vậy? Chào chị Khánh Vân, thì hôm nay là ngày khai trương của Khánh Vân Academy. Thì cảm xúc hiện tại của chị Khánh Vân đang như thế nào ạ? Ngày hôm nay thì là một cái buổi khai trương thân mật Khánh Vân Academy cùng với tất cả các anh chị bạn bè đồng nghiệp. Thì cái điều đầu tiên mà Vân cảm thấy đó chính là rất là hạnh phúc và rất là biết ơn cho cái hành trình vừa qua của Khánh Vân Academy, vẫn luôn nhận được sự yêu thương ủng hộ của tất cả các anh chị và các bạn. Đây có phải là cái cơ sở thứ hai của Khánh Vân Academy không ạ? Dạ đây là cái cơ sở thứ hai của Vân, và thực ra thì với một cái quy mô khác, Vân làm lớn hơn, chuyên nghiệp hơn và tập trung hơn, và Vân hy vọng rằng nơi đây sẽ là nơi có thể cùng với lại các bạn sẽ tiếp nối những giấc mơ, những ước mơ của các bạn để biến những giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. Hiện tại thì có rất là nhiều cái academy ra đời, thì Vân có cho rằng đây là cái xu thế mới của ngành công nghiệp sắc đẹp không? Vân nghĩ là nếu mà nói về cái đẹp thì lúc nào tất cả chúng ta cũng đều thích, và ở mỗi học viện thì đều có những cái điều hay, những cái giá trị riêng, và Vân Vân cũng rất là hy vọng rằng sẽ mở thật là nhiều lớp như vậy, tại vì đâu đó thì khi đó thì chúng ta sẽ phát triển, hoàn thiện bản thân một cách toàn diện, và đâu đó thì Vân thấy được là có rất là nhiều nơi để có thể giúp cho các bạn có thể cùng những cái đam mê, cùng những cái ước mơ, và đâu đó thì mình thực hiện được những cái điều mà mình mong muốn, giúp cho bản thân của mình tự tin hơn, hiểu ra được bản thân của mình đẹp hơn mỗi ngày. Đó là cái điều mà Vân nghĩ là rất là đặc biệt của các học viện đã và đang làm được. Và trong cái học viện đó thì cũng có những cái học viện mà đào tạo chuyên sâu về sắc đẹp luôn. Ví dụ như chị Hoàng Thùy thì cũng có một cái academy nè, hay là vừa rồi thì Cosmo Academy cũng vừa mới ra đời. Thì Vân nghĩ đâu là cái điểm khác biệt giữa Khánh Vân Academy ạ? Đối với Vân thì Vân nghĩ là khi mà các chị và các bạn đến với lại mỗi học viện khác nhau thì sẽ là cái sự yêu thích của các anh chị và các bạn khi mà đến với lại học viện đó. Ví dụ như thường thì với Khánh Vân Academy thì các chị khi mà đến thì các anh chị và các bạn sẽ nói là sẽ rất là yêu quý Vân. Từ cái sự yêu quý đó và kết nối để cho các chị và các bạn có thể gặp được Vân, và sau đó thì tiếp nối những cơ duyên. Và Vân tin chắc rằng các chị, ví dụ như là chị Hoàng Huy của học viện cũng rất là xịn, hay là Cosmo cũng vậy, và đâu đó thì sẽ luôn chắp cánh những ước mơ, và Vân rất là vui khi mà đâu đó thì khi mà nói về học viện thì cũng có tên Khánh Vân Academy trong đó. Thì tính tới điểm hiện tại á, thì Khánh Vân có một cái chút thành tựu nào đó để mình flex một chút xíu với các khán giả là học viện của mình đã đào tạo ra được những học trò rất là xuất sắc không? Dạ thì cũng dạ cũng có dạ cũng có rất là nhiều các thế hệ các bạn học viên khi mà từ Khánh Vân Academy bước ra thì đã tham gia rất là nhiều các cuộc thi sắc đẹp và đã có được những thành tựu cho riêng mình. Đó là cái điều mà khích lệ động viên Vân rất là nhiều. Mỗi ngày khi mà trôi qua, khi mà đến với học viện Khánh Vân Academy á, thì Vân thấy được là chỉ cần thấy các bạn tỏa sáng hơn, thay đổi bản thân, tự tin hơn, đó là cái điều mà giúp cho Vân có rất rất là nhiều động lực để cố gắng hơn mỗi ngày trên cái hành trình này. Thì có thể thấy là cái mong muốn hiện tại của chị Khánh Vân đó là truyền lửa cho cái thế hệ tiếp theo để mà họ có niềm tin hơn vào trong các cuộc thi sắc đẹp. Nhưng mà ở đâu đó thì ở trên mạng xã hội vẫn còn những cái niềm tin dành cho Khánh Vân là sẽ tiếp tục đi thi một cuộc thi nhan sắc nữa, thì chị có thể chia sẻ một chút xíu về cái thông tin này không? Dạ nếu mà nói về đam mê một cuộc thi nào đó nữa thì thật ra Vân cũng đam mê đó, tại vì Vân thật sự mà nói rất là thích, yêu thích những cuộc thi, kể cả hoa hậu hay là những cuộc thi về model. Đam mê, như là Vân nghĩ là đam mê là bên trong cái điều mà mình không bao giờ mình thay đổi được, và là cứ mãi luôn là như vậy. Nhưng mà hy vọng rằng một cái cơ hội nào đó, gì mà đó có cơ hội sẽ có thể, biết đâu được một ngày nào đó thì có thể chiến hết mình với lại những cái giấc mơ của mình. Nhưng mà đối với các bạn fan sắc đẹp ấy, thì các bạn cho rằng cái danh hiệu hoa hậu chính là cái cản trở lớn nhất của chị Khánh Vân, bởi vì đã là hoa hậu rồi thì không thể tiếp tục đi thêm một cuộc thi nhan sắc khác. Vân nghĩ là thực ra thì cũng là do là tùy cái mong muốn của mình, tùy mỗi cái hành trình, và cũng giống như là mỗi một cái thời điểm mình mong muốn điều gì, mình mong muốn phát triển như thế nào. Còn đối với Vân thì thật ra thì tất cả đều sẽ là những cái thành tựu của mình, và sau này khi mà nhắc lại thì sẽ nhắc lại hết tất cả các thành tựu của mình, và từ những cái điều đó nó sẽ xây được cho mình những cái điều lớn hơn. Nên đối với Vân, nếu như quan trọng là mình có định hướng, mình có đam mê, mình có mong muốn và mình đang có một cái giấc mơ như vậy thì mình hãy cứ vẽ và cứ thực hiện. Vậy có nghĩa là mình vẫn còn bỏ ngỏ về cái việc của mình có tiếp tục đi thi nhan sắc Dạ không, đúng thôi, được rồi, dạ rồi, đủ rồi, đừng hỏi em nữa, trời Dạ rồi, ơi. thì có thể thấy Dạ. là khi mà mình đã mở Khánh Vân Academy
thì cái cuộc sống hiện tại của chị Vân cũng khá là trộm vía là viên mãn rồi ấy. Thì mình sẽ có pha sắc đẹp, sẽ kỳ vọng một chút xíu về cái hôn nhân. Thì chị Vân có nghĩ là mình sẽ lập gia đình sớm không, trong thời gian tới không? Vân nghĩ là đến tuổi thì mình cũng phải lập gia đình đúng không ạ? Mình cũng đến tuổi rồi, mình cũng cũng hai ca mấy rồi. Nói giận chứ Vân nghĩ là khi mà hôn nhân là khi mà mình cảm thấy sẵn sàng, cảm thấy mình đã sẵn sàng để bắt đầu một cái hành trình mới thì mình cứ đi thôi. Khi nào mà Vân có những cái thông tin gì thì Vân chắc chắn là Vân quyết định sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả và quý vị độc giả. Và cuối cùng là một lời nào đó đi gửi đến các khán giả của Molistar và Molly Queen nha. Dạ, xin được gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến tất cả quý vị khán giả của Molistar cũng như là Molly Queen rất là nhiều với hành trình này vì đã luôn yêu thương và đồng hành cùng với Khánh Vân. Và hy vọng rằng tiếp nối những cái hành trình này sẽ luôn nhận được sự yêu thương của tất cả các chị và các bạn. Và hy vọng rằng Khánh Vân Academy một nơi mới sẽ có thể cùng với các anh chị viết tiếp giấc mơ của mình. À, còn một câu cuối cùng nữa thôi. Là Molly Queen đang có một cái series là Molly by Queen. Có nghĩa là mỗi hoa hậu sẽ có một ngày 24 giờ để nắm kênh Molly Queen. Thì vừa rồi đã có hai số là hoa hậu Mai Phương và hoa hậu Xuân Hạnh rồi. Thì không biết là sắp tới có thể là chị Khánh Vân sẽ tham gia Molly by Queen không ạ? Dạ có, đừng có nói là mình làm gì, ta đi theo Vân một ngày là mệt lắm nha. Có nghĩa là Vân mệt sẽ cầm đó. Kênh Molly Queen luôn. À vậy luôn á hả? Dạ. Trời ơi, tại sao mà kênh Molly Queen có thể gan đến như vậy? Trời ơi, thiệt không? Nếu mà thiệt là làm đó nha. Là quý vị độc giả ơi, hãy yêu thương ủng hộ Khánh Vân nha. Đừng có la Vân nha. Chứ là Vân mà cầm kênh là Vân quậy đó. Mình sẽ làm gì đầu tiên nếu mà mình nắm kênh Molly Queen ạ? Hay mình livestream thôi. Dạ, livestream. Quậy quá Khánh ơi. Dạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ, hẹn gặp lại. Cảm ơn chị.